Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì hôm nay tiếp tục chuyên mục Nhà Đẹp Tây Ninh, thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình hai căn nhà 3 phòng ngủ vừa mới được xây xong. Ở đây á, chúng ta đi về cái đường Trường Hòa Trà Là là mất chỉ có 200m thôi quý chị. Và chúng ta đi ra cái đường DT784 á, để nói về thành phố Hồ Chí Minh á, là mất của quý anh chị mình á, là chỉ có 1km thôi. Chúng ta đi về khu công nghiệp Trà Là nè là 3km, về chợ Long Hoa là 4,5km, về chùa Tòa Thánh là 5km nha quý anh chị. Và từ đây chúng ta đi về trung tâm thành phố Tây Ninh, ngay chỗ đường 30 tháng 4, thì ngay Vincom Tây Ninh á, là mất của quý anh chị mình á, là 6 cây số, và về bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh là 80 cây. Đức Hòa Long An quý cô chú anh chị mình đến đây á, chỉ mất có 65 cây, và Thủ Dầu Một Bình Dương là 80 cây. Thì với những cái tiện ích xung quanh như vậy thì đây là cái bất động sản của chúng ta. Và quý anh chị mình thấy nè, ở đây chúng ta sẽ có một cái con đường đang đổ đất đỏ để lên nhựa nha quý anh chị. Đó, khu này là dân cư đông đúc. Kế bên chúng ta sẽ có một cái nhà nóc thái rất là hoành tráng. Đó, ở đây á, cái nhà chúng ta là có một cái cổng rào 4 cánh nè quý anh chị. Đó, sân này á là quý anh chị mình để ô tô thoải mái ha. Cái máy á, là ở đây là chị chủ á, có làm cái máy tôn ra ngoài rồi. Ở phía dưới á, có làm cho quý anh chị mình cái miếng cách nhiệt nữa. Đó, nên mình rất là mát mẻ. Và cái sân này á, quý anh chị mình có 4 chỗ, 7 chỗ để rất là thoải mái luôn. Xung quanh hay làm hàng rào xung quanh hết cho quý anh chị mình nè. À, nói chung là đầy đủ tiện ích. Quý anh chị về chỉ dọn vào ở thôi nha. Và nhà chúng ta được có 3 phòng ngủ luôn. Đó, bên đây chúng ta có một cái chậu hoa đây nữa nè. Đây, mời quý anh chị mình vô mình tham khảo thử ha. Sân này thì ngang 5, dài ra ngoài là 4m6. Đó, quý anh chị mình có một cái sân rộng rãi để ô tô mặt dựng nè quý anh chị. Đó, dán gạch hết luôn rồi. Cái lan can này thì chúng ta có là 5m, 2m rưỡi ha. Cái nền ở đây á, là chị chủ sử dụng là gạch, là gạch 80-80 luôn nha quý anh chị. Đó, nên quý anh chị nào mà mình thích nhà mà sang trọng gần khu công nghiệp thì đây cũng là một cái sản phẩm đáng quan tâm cho quý cô chú anh chị mình ha. Này, lau phong là sử dụng lau phong thạch cao hết, đèn led. Đó, đây dán gạch, cửa 6 cánh cho quý anh chị mình. Này, cửa 6 cánh ha, kính cường lực nè quý anh chị, có rèm cửa đầy đủ. Với một cái căn nhà mà chúng ta có 5m ngang mà dài tới 50m luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà yêu thích những cái bất động sản mà có thể trồng cây này kia nọ rồi á, ở đây ha, lau phong hết luôn, thạch cao hết, giữa nhà là có cái đèn rất là đẹp. Bên đây chúng ta sẽ có một cái cửa sổ lùa nè quý anh chị. Đó, tại vì chị chủ xây hết đất nên bên đây mình có làm một cái cửa lùa ha, rất là rộng. Cửa này cũng phải 2m á, có màn đầy đủ cho quý anh chị nè. Gạch thì dán lên tới trên hết rồi, 1m6. Xung quanh nhà là đi ổ điện rất là nhiều cho quý anh chị mình luôn. Đó, màn cửa đấy, rất là tiện ích ha. Ở đây á, là tặng cho quý anh chị mình 3 cái máy lạnh luôn nha quý anh chị. Xài đây là xài cửa nhôm nè. Căn này á, là chúng ta sẽ có là tới 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh luôn ha. Ở đây có máy lạnh Alaska, trần là trần thạch cao, xanh hồng rất là dễ thương. Ở đây chúng ta sẽ, quý anh chị mình sẽ có nè, một cái nhà vệ sinh ở đây, nhà tắm đây luôn. Này, cầu xứ cao cấp, vòi sen, gạch dán lên tới trên. Đó, đây có ý kiến nữa. Cửa nhôm, đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Đó, và giá cực kỳ hấp dẫn. Đây quý anh chị mình nhìn nè, trần thạch cao hết luôn. Đó, đây là căn phòng thứ hai. Đấy, căn đầu tiên và căn phòng thứ hai á, là hai cái phòng này đều có nhà vệ sinh phía trong hết luôn nha quý anh chị. Đó, phòng nào thì cũng có tặng máy lạnh cho quý anh chị mình luôn. Đối với một cái căn nhà đầy đủ tiện ích như vậy, quý anh chị nào mà yêu thích thì liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh ha. Số điện thoại là 0839 666 736.
Thì căn phòng thứ ba này đó giống như là một cái phòng khách á, để nhiều khi mình ta có khách khứa đâu á thì chúng ta ở nên sẽ không có làm nhà vệ sinh ở đó. Nguyên một cái phòng bếp rất là rộng đó quý anh chị, mặt đá hoa cương, tủ nhôm, cửa lùa đó. Cửa này khoảng 2 mét nha quý anh chị đó. Đây, rất là rộng, khỏi xài máy lạnh vẫn mát đó, quý anh chị nấu nướng đâu. Nguyên cái khu vực bếp này rộng thênh thang luôn, để bàn ghế, để luôn nguyên một cái giá võng nằm đây mình nghỉ ngơi đó. Ở đây nè quý anh chị, mình thấy là cái bếp có một cái cửa để lấy gió, lấy thoáng ở đây nè, cho nó hút cái mùi khi mình nấu nướng. Mặt đá là quá hoa cương nha quý anh chị đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian ở sau này, là bên đây là nhà vệ sinh nè, và bên đây là một cái phòng giặt đó. Nhà vệ sinh quý anh chị mình có thể thấy nè, ở đây cửa đây, thiết bị sứ cao cấp đó. Bên đây là cái khu dạo mình để máy giặt ở đây đó. Ổ điện, máy lọc nước quý anh chị mình có thể để ở đây ha đó. Ở sau này mà còn làm trần thạch cao luôn đó quý anh chị. Đây, nguyên một cái sân sau cho quý anh chị nào yêu thích có thể chăn nuôi là trồng trọt đồ ở đây ha. Đây, ở đây thì là cái hố ga, mình có 3 cái hầm đó, 3 hầm. Cái bồn nước là anh chị thấy hàng chất lượng luôn, xây lên ở trên là cái bồn 1000 lít cho quý anh chị mình. Nguyên cái khu vực này quý anh chị mình có thể trồng cây thả gà rồi thoải mái luôn nè quý anh chị. Rộng 50 mấy mét chiều dài nha quý anh chị. Đó, ở bên đây cái cạnh đây là 5 mấy mét, bên đây 4 mấy mét. Tí xíu nữa em Hậu gửi cho quý anh chị mình coi cái sổ, coi mình coi coi là ai mà thích đất rộng mình trồng cây rồi á là tuyệt vời luôn. Đường trước thì đang lên nhựa, gần khu nghiệp. Quý anh chị nào mình đi làm ở khu nghiệp, ở đây là mình đi xuống khu nghiệp Chà Là, Bộ Hung á quý anh chị. Đó. Còn trường học thì ở đây mình có trường cấp 1, cấp 2, ủy ban xã, chợ. Đó, đây là chợ Chà Là. Đó. Đầy đủ tiện ích luôn, giá thì rất là rẻ. Đó. Bây giờ em Hậu sẽ đi qua cái căn kế bên để cho quý anh chị mình tham khảo. Ở đây chúng ta sẽ có 2 cái bất động sản nằm sát nhau. Đó, giá nó cũng khác nhau. Thì nó khác như thế nào thì bây giờ mời quý anh chị mình đi qua coi cái căn tiếp theo coi nó như thế nào ha. Thì ở đây nè, quý anh chị để ý là cái tường rào này á, là của cái nhà bên đây ha. Đó, bên đây thì được 2 vách rào, còn bên kia thì 1 vách. Xe thì đang ủi, giờ buổi trưa thì mấy anh em đang nghỉ ngơi rồi quý anh chị. Đó. Sân bên đây cũng vậy luôn quý anh chị, để ô tô vẫn được ha, thoải mái luôn, rộng. Nhà phía trong đây vẫn còn nhà, cái máy là đưa ra tới trước luôn nè quý anh chị. Đó, làm cái song sắt ở trên luôn ha. Ở đây khu vực này thì chúng ta sử dụng là giếng khoan nha quý anh chị. Thì ở đây chị chủ có để một cái giếng sẵn, mua tưa rồi sẵn luôn rồi. Đây có một cái ống nước để quý anh chị mình về rửa xe rồi đây nè. Thì cái sân bên đây á thì nó sẽ nhỏ hơn bên kia một tí, ngang là 5 mét. Nhưng mà dài ở đây thì coi đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quý anh chị, ở sân này có khoảng 4 mét rồi quý anh chị. Đó, 4 mét, ngang 5, dài 4 ha. Đó, bù lại thì chúng ta cũng có một cái lan ca, cái hành lang ở phía trước này. Đó, 2 mét, 2 viên gạch 80-80. Nhà chị chủ là được cái là chơi sang là xài là gạch 80-80 hết cho quý anh chị luôn, gạch khẩu lớn ha. Thì thường quý anh chị cũng xây nhà là anh chị sẽ biết là gạch mà khẩu lớn đó, nó mắc hơn cái gạch nhỏ. Thường là mấy anh chị mà xây dựng là đa phần là xài là gạch 60-60. Đó, còn ở đây chị chủ, anh chủ nhà là xài 80 luôn, khẩu 80, khẩu lớn. Này chúng ta có 2 cột dán gạch hết luôn. Đó. Trần thạch cao, cửa sắt, kính cường lực, có màn cửa. Ở đây thì đi cái tông nó sẽ sáng hơn cái tông bên kia. Tông màu bên kia thì nó đi theo cái hướng màu vàng á, nó mát mẻ. Còn bên đây thì đi cái tông nó sáng màu xanh. Vẫn có cửa sổ ngay khu vực phòng khách cho quý anh chị mình nè. Đó, cửa là cửa nhôm, cửa sổ lùa. Còn ở trong là quý anh chị mình sẽ có một khung sắt ha. Ở đây là khổ khoảng 2 mét nha quý anh chị. Đó, cửa sổ rất là rộng. Còn cái riêng cái phòng khách này của chúng ta
sẽ có diện tích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 6, 4, 8, 4, 8 đây quý anh chị, mình có thêm 2 tắc này nữa, 50, 50, đủ luôn nha quý anh chị. Đó, chiều ngang là lọt lòng là 4m8, đó, mỗi bên, còn lọt lòng của cái chiều này sâu này là 5, đó, rất là rộng. Quý anh chị mình thấy gạch dán tường thôi mà chị chủ cũng là đi là gạch lớn luôn nè quý anh chị. Đó. Trần xanh ha, xanh trắng, màu cacao, cái đường viền. Ở đây cái cửa lùn, cửa buồng nè quý anh chị thấy rộng không quý anh chị? Đó. Ở đây 1m7, 1m8 luôn, 1m7 nha quý anh chị. Đó. Rất là rộng. 8 tấc, bên đây 6m4. Này quý anh chị mình vô mình coi được cái đường cửa ngôi phòng ngủ ha. Này quý anh chị thấy máy lạnh aqua, cửa sổ lùa đó, có màn cửa đầy đủ, gạch dán lên tới trên cho quý anh chị mình luôn. Đấy. Cái đường lùn này thì chúng ta sẽ có là khoảng 1m4 nha quý anh chị đó, và trần là thạch cao hết cho quý anh chị mình luôn nè. Cửa phòng á là ở đây chúng ta trang bị là cửa nhôm ha. Thì riêng đối với căn này á là vẫn tặng 3 máy lạnh cho quý anh chị, nhưng mà hai cái phòng đầu á là sẽ không có nhà vệ sinh và toilet. Đấy. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh, hai cái nhà vệ sinh và toilet ở phía ngoài. Đó, quý anh chị thấy phòng nào mình cũng có cửa sổ, có máy lạnh hết. Cửa là sử dụng là cửa nhôm nha. Đó. Thì nguyên cái khu vực bếp này nè quý anh chị cũng rất là rộng. Này. Vẫn có cửa sổ để quý anh chị mình lấy gió ha, mát mẻ mình nấu ăn nướng rồi nó thoáng hơi. Này, nguyên cái khu vực này. Bếp là vẫn là sử dụng là đá hoa cương nè quý anh chị. Đó. Còn bồn nước là inox 304 nha. Quý anh chị nào mà mình đó, rất là dày nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà mình tới mình xem nhà là mình sẽ thấy cái sự xây dựng chất lượng ở đây nó như thế nào. Đó. Cửa nhôm, tủ treo trên dưới. Đó. Khu vực đây á, là chúng ta sẽ có là một cái cửa sau nè. Khu vực này khu vực nhà tắm, toilet và phòng giặt. Ở đây chúng ta là để cái máy giặt nè, máy lọc nước. Còn bên đây quý anh chị mình sẽ có hai cái nhà tắm và hai toilet luôn. Nhà tắm, toilet chung nhưng mà mình sẽ có hai cái riêng kế nhau. Đó. Ở bên đây thì cũng là một cái nữa nè quý chị. Này. Nhìn cái cây sen là thấy chất lượng rồi ha quý chị. Đó. Ở phía sau này á chúng ta sẽ có một cái sàn nước ở sau. Rồi một cái sân bé bé để quý anh chị mình có thể trồng cây đó sao nè. Bồn nước nè quý vị, bồn ngàn lít, bồn đứng ha. Cái mái hiên là đưa ra tới sau luôn rồi, lót gạch ở đây, khu vực này mình có lót gạch sẵn. Thì ở đây á là chị chủ là chừa cái máy nước nóng, ống nước nóng thì quý cô chú anh chị nào mà mình về thì mình có thể mình gắn vô, mình trang bị thêm ha, máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đó. Nguyên một cái sân sau là quý anh chị mình thấy nó rộng rãi rồi, rất là mát. Ở Tây Ninh thì được cái khu vực này thì rất là mát mẻ, gió rồi. Ở đây mình có con em mình đi học thì cũng gần, quý anh chị mình đi làm ở khu công nghiệp thì cũng gần. Từ đây mà mình đi ra trung tâm thành phố Tây Ninh á, hệ thống các hệ thống ngân hàng nè, siêu thị đồ á là cũng gần đó. Quý anh chị nào mà mình làm bên ngân hàng này kia nọ, mình chuyển công tác về đây á thì mình di chuyển lên đi làm rất là tiện đó. Và giá thì cũng rất là rẻ ha. Với một cái căn nhà 3 phòng ngủ, có sân trước để ô tô, một phòng khách, có nhà vệ sinh, toilet đầy đủ hết luôn, có luôn một cái khoảng giường sau. Đó. Thì giá bao nhiêu à? Theo quý anh chị là giá bao nhiêu là hợp lý à? Đó. Thì bây giờ thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình hai cái cuốn sổ đất trước để cho quý anh chị mình coi coi, tự quý anh chị định giá coi là thấy giá nào là hợp lý nha. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái cuốn sổ đất. Cái cuốn đầu tiên á quý chị, ở đây là số
1268 tờ bản đồ số 18, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, diện tích là 229m2, 29,6. Đất ở nông thôn là 50, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Ở đằng trước chúng ta là 5 nè, ở đằng sau là 5 mét mấy, tại vì nó hơi xéo. Đó, nhưng mà cây vuông lại là vẫn là 5 ha. Và cái chiều dài một cạnh là 53,5, một cạnh là 54. Đó, nhà chúng ta là quay về cái hướng này là hướng nam nha quý anh chị. Đấy, và một căn nữa đó, căn thứ hai á là cũng ngang là ở trước là 5m3 nè, là theo cái đường. Nhưng mà cây vuông lại là 5m2 nha. Đó. Và chiều dài là 44 nè, cạnh là 34 quý anh chị. Đó. Và thổ cư cũng là 50m2 luôn. Chị chủ sẽ hỗ trợ chúng ta là 50m2 thổ cư. Thì đối với cái căn nhà này nè quý anh chị, căn đầu tiên 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Thì chị chủ sẽ gửi đến quý cô chú anh chị á là 1.580.000.000 cho cái căn 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Còn đối với cái căn này, chị chủ sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình giá là 1.500.000.000 cho căn 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Thì đối với một cái bất động sản mà đường thì đang lên nhựa nè, rộng rãi, khu dân cư, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, gần trung tâm thành phố, đầy đủ tiện ích, và giá chỉ có 1.580.000.000 và 1.500.000.000. Quý cô chú anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736, để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem bất động sản nha. 0839 666 736 nha quý anh chị. Thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí luôn. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua một cái bất động sản sát thành phố Tây Ninh, gần trường học, gần chợ, gần bệnh viện, gần khu công nghiệp, gần trung tâm thành phố, thì đây là một cái sự lựa chọn đáng quan tâm cho quý anh chị nha. Và nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua, muốn ký gửi bất động sản, đó, thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị. Số điện thoại là 0839 666 736. Đó. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị mình xem tổng quan cái khu vực này, đường xá dân cư ở đây như thế nào ha, để quý anh chị mình coi nó có phù hợp để quý cô chú anh chị mình về đây an cư lạc nghiệp hoặc đầu tư hay không nha. Xin mời quý anh chị. Và đây là cái con đường trước bất động sản của chúng ta nè quý anh chị, đang được đổ đất đỏ để làm nhựa ha. Cái đoạn ngoài thì đã làm rồi, và tiếp tục cái đoạn này thì đang được triển khai. Đó. Thì theo cái hướng này á, là chúng ta sẽ đi ra cái đường DT784 để dẫn về khu công nghiệp Trà Là cũng như là về thành phố Hồ Chí Minh nha quý chị. Thì cái con đường DT784 á, là nối liền từ Củ Chi về Trảng Bàng, về khu công nghiệp Phước Đông, và về Trà Là, khu nghiệp Trà Là, cũng như là về khu du lịch Núi Bà Đen. Thì đây là một cái con đường được quyết mạch, được rất là nhiều bà con mình ở thành phố Hồ Chí Minh khi đến Tây Ninh sẽ đi trên con đường này ha. Và cái hướng này nè quý chị, mình sẽ đi ra là đi ra cái đường Trường Hòa Trà Là. Là đường đó là một cái con đường nối giữa thị xã Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu. Đấy. Và sắp tới thì cái con đường Trường Hòa Trà Là này cũng sẽ được mở rộng nha quý chị. Đó. Sẽ được triển khai và có hợp dân hết rồi. Thì quý cô chú anh chị nào mình về đây thì mình đi lại nó cũng rất là thuận tiện. Đó. Ở đây là con đường Trường Hòa Trà Là nè quý chị. Thì theo hướng tay phải là quý chị mình sẽ đi về đường Nguyễn Văn Linh để về thị xã Hòa Thành ha. Và chúng ta sẽ đi bên tay trái này để mình đi ra đường DT784. Thì từ nhà mà mình đi ra đường DT784 này thì khoảng một cây số thôi. Cái đường hồi nãy là mình đi thẳng cũng được nữa, nhưng mà em Hậu muốn dẫn ra đây để cho quý cô chú anh chị được hình dung được nó gần những cái con đường lớn nó như thế nào ha.
Thì vào các tuyến đường này vào buổi chiều và buổi sáng thì cái lưu lượng công nhân đi làm rất là nhiều ha. Vì từ nhà chúng ta mà đi lại khi xí nghiệp Trà Là đó, khu nghiệp Trà Là Bộ Hung á là rất là gần luôn. Thì những quý cô chú anh chị nào mà ở xa mà mình đến á, mình không biết thì cứ đến ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Trà Là đó, thì có thể alo qua cho em Hậu để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình ha. Và phía trước của chúng ta ở đây á là đường DT784 rồi quý anh chị đó, thì nếu mà quý anh chị mình quẹo phải á là sẽ đi về Phước Đông, về thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn nếu mà chúng ta trái này là sẽ đi về cầu K13, là khu du lịch Núi Bà, cũng như là về thành phố Tây Ninh đó. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Trà Là nè quý anh chị. Đây là cái con đường DT784 ha, rất là rộng rãi. Đây đầu đường chúng ta là đầy đủ tiện ích nè, trường học là còn ngay đây luôn, chợ là ủy ban là luôn nha quý anh chị. Bên đây thì chúng ta sẽ có một cái thánh thất của bên đạo Cao Đài. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.